Xin chào quý khách hàng. Thì em sẽ hướng dẫn quý khách hàng lắp cái bộ pickup dành cho guitar acoustic. Thì khi mình nhận về quý khách hàng sẽ thấy bộ phận nó như thế này, gồm có dây này. Đó, dây này cái chiều dài khoảng 10 mét. Một cái cục điều chỉnh. Ở bên này mình có cái nút bật tắt. Đó, on off. Đó, chỗ này có volume ở bên cạnh. Và cái phần này sẽ là cái phần lắp pin. Pin này sử dụng pin rẻ, giống như pin của đồng hồ, chúng ta xoay ra và mở ra. Đó, thì sẽ đi kèm một cái cục pin như thế này. Chúng ta lưu ý này, mở ra này. Đó. Và chúng ta sẽ cho vào đây. Nhớ là chúng ta cho thì sẽ cần đúng chiều như quý vị cả. Cho vào. Và chúng ta nhấn vào và xoay. Đó. Và đây là đầu sẽ chúng ta sẽ cắm ra loa đầu 6 ly. Đó, chúng ta bỏ ra này. Dây. Cái phần này này. Và chúng ta bỏ cái dây ra cũng được nhé, để cho nó đỡ bị nặng. Nó sẽ treo vào cái phần đấy. Và chúng ta lưu ý là cái phần đây sẽ là cái vị trí bắt âm, nên là chúng ta sẽ cần kẹp làm sao để cái phần tiếp xúc dây được nhiều nhất. Quý khách hàng có thể ví dụ mình kẹp ở đây này. Đó, kẹp như thế này thì tự nhiên thế này nó sẽ bắt nhiều nhất. Và chúng ta lưu ý là sẽ bắt chủ yếu là ba dây trên là chính. Đó, như thế này để chúng ta sẽ để sát cái vị trí của cái thằng này đấy. Cái này con lò xo nó sẽ giữ được cái dây. Và như này thì có thể là chúng ta sẽ xoay xuống dưới này chẳng hạn cũng được nha quý khách. Đó, để xoay dưới này cũng được. Nên là tùy làm sao mà chúng ta bắt được cái nhiều cái này nó sẽ bắt được nhiều dây nhất là có thể. Đó, và chúng ta lưu ý là khi mà chúng ta dùng cái này. Đó, cái phần on chúng ta lên bật on và mút về cái âm lượng mà nhỏ nhất trước. Đó, chúng ta cắm vào loa. Đúng không ạ? Cắm vào loa này. Và chúng ta sẽ để cái loa xa chút, nó vặn volume này. Đó. Vặn volume xuống và chúng ta bật đèn trước nhé. Chúng ta bật cái on này trước. Đó, và thấy đèn sáng lên thì tức là đã nhận pin. Và sau đó chúng ta sẽ bật cái loa lên. Đó, và đẩy volume lên. Và khi đó chúng ta sẽ đẩy cái volume của thằng lên này. Đó, chúng ta đẩy dần lên. Nếu là pick up thì nó sẽ có cái hạn chế, đó là âm thanh nó sẽ không được to giống như này. Quý hàng có thể nghe này, âm thanh nó ra đấy. Đó. Và đó, thì âm thanh nó sẽ ra như vậy. Chúng ta lưu ý là cái pickup nó bắt dao động của cái dao động của cái dây. Nên là khi chúng ta chơi thì cố gắng là lưu ý. Cách hướng dẫn để chúng ta lắp cái dòng và pick up này tại nhà. Và nếu mà quý khách hàng quan tâm đến dòng pick up này thì có thể liên hệ bên mình là shop Vita Isaac. Đến đây thì mình xin chào.